Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Đổi mới sáng tạo Việt Nam Phần Lan IPP được triển khai từ năm 2009 nhằm tạo lập môi trường tốt khuyến khích sáng tạo, tăng cường năng lực quản lý khoa học công nghệ, đồng thời cơ chế hợp tác nhà nước tư nhân cũng được tạo điều kiện phát triển. Đến năm 2013, giai đoạn 1 của dự án này kết thúc và đã có những hiệu quả bước đầu trong việc thay đổi tư duy lãnh đạo, tầm nhìn của các doanh nghiệp Việt Nam trong việc phát triển nền kinh tế tri thức. Bóng đèn huỳnh quang compact 10.000 giờ, sản phẩm mới nhất của công ty Rạng Đông. Không chỉ có tuổi thọ bóng kéo dài gần gấp đôi so với các loại bóng đèn compact 6.000 giờ hiện tại, giúp tiết kiệm chi phí cho người sử dụng. Điểm đặc biệt của loại đèn này là sử dụng thủy tinh không trì và amargan thay thế cho thủy ngân lỏng, nên sẽ hạn chế lượng trì và thủy ngân thải ra môi trường. Sản phẩm này là kết quả của quá trình gần một năm công ty này tham gia vào chương trình Đổi mới sáng tạo Việt Nam - Phần Lan. Đây là chương trình hợp tác giữa hai nước trên cơ sở sử dụng những kinh nghiệm, những kiến thức của Phần Lan ứng dụng tại Việt Nam để thúc đẩy đổi mới sáng tạo ở Việt Nam, từ việc xây dựng thể chế chính sách, tăng cường năng lực đào tạo đến phát triển đổi mới sáng tạo ở các doanh nghiệp. Kết quả quan trọng nhất mà khi công ty chúng tôi tham gia được sự hỗ trợ của IPP đó là chúng tôi đã thay đổi được cái nhận thức trong quá trình đổi mới sáng tạo, đó là kết hợp nhuần nhuyễn và giữa ba nhà. Doanh nghiệp chúng tôi cũng như các nhà khoa học và cơ quan quản lý nhà nước hỗ trợ chúng tôi để chúng tôi có thể là đáp ứng những cái chất lượng sản phẩm cho khách hàng. Chúng tôi nhận thấy rằng là các doanh nghiệp Việt Nam trước hết là cần một cái cách nhìn nhận tư duy về đổi mới sáng tạo, đưa đổi mới sáng tạo vào trong chiến lược dài hạn thực hiện của doanh nghiệp. Thứ hai là họ cần các đối tác mang lại tri thức hiệu quả cho việc thực hiện được đổi mới sáng tạo thành công. Thì IPP là hỗ trợ các doanh nghiệp để mang lại hai cái điều mà các doanh nghiệp cần thiết đó. Một công ty khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin, công ty cổ phần MISA cũng tham gia vào chương trình IPP từ đầu năm 2011. Sản phẩm cụ thể ra đời sau sự hợp tác này là phần mềm quản trị nguồn nhân lực trên nền tảng điện toán đám mây. Tính đến nay, sau gần một năm đưa ra thị trường, công ty đã có hơn 10.000 khách hàng sử dụng phần mềm trong hoạt động quản lý nhân sự. Nhưng đối với lãnh đạo công ty này, điều quan trọng nhất khi tham gia chương trình IPP không phải là một phần tiền hỗ trợ của dự án để phát triển phần mềm, mà là những tư vấn làm thay đổi tư duy sáng tạo của lãnh đạo doanh nghiệp. Bên dự án IPP thì có hỗ trợ bằng cách là họ giúp cho chúng tôi phát triển những ý tưởng về đổi mới sáng tạo áp dụng cho cái phần mềm này. Đấy. Họ đánh giá, giúp cho có những chuyên gia giúp cho việc đánh giá ý tưởng đấy có mang được ra thị trường hay không, có dễ dàng trở thành thực hiện hay không. Đấy. Rồi mời những chuyên gia về rất là chuyên môn rất là sâu, ví dụ như về an ninh bảo mật chẳng hạn, để mà giúp cho trong quá trình xây dựng cái sản phẩm ấy nó bảo mật hơn. Đấy, nó đảm bảo cái sự an toàn bảo mật cho khách hàng. Đấy. Rồi giúp cho cái việc là đưa cái sản phẩm, tổ chức những hội thảo, những khóa tập huấn để mà có thể mang cái sản phẩm này cho những cái doanh nghiệp cũng như là những cái trường đại học họ dùng thử. Trên đây chỉ là hai mô hình hoạt động khá hiệu quả trong số gần 30 dự án hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong giai đoạn 1 từ năm 2009 đến 2013 của chương trình IPP Hợp tác Việt Nam - Phần Lan. Điều này đang dần khẳng định đổi mới sáng tạo là then chốt trong quá trình phát triển hiện nay và góp phần thực hiện nỗ lực Việt Nam sẽ trở thành một nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa vào năm 2020, trong đó đặt trọng tâm phát triển là nền kinh tế tri thức. Cái quan trọng nhất tôi nghĩ là từ IPP chính là cái làm sao để có thể vận dụng những cái ý tưởng đổi mới sáng tạo để mà giúp cho cái sản phẩm này nó có nhiều cái giá, mang lại được nhiều cái giá trị hơn cho khách hàng, cho xã hội đó. Và cách để mà làm sao có thể biến những cái ý tưởng nó thành hiện thực. Những kết quả của giai đoạn 1 đang là tiền đề quan trọng để thúc đẩy giai đoạn 2 của chương trình IPP trong những năm tới với quy mô lớn hơn và tiếp tục phát triển theo chiều sâu, đưa khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực để đưa sản phẩm ra nước ngoài.